Xin chào Kiên. Thì trong cái bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm các cái bài tập của cái bài hôm trước ta đã học, đó là bài cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử. Okay. Thì trước khi các em đến với bài tập thì thầy bổ sung thêm một cái phần kiến thức lý thuyết mà chúng ta cần nắm trước khi làm các bài tập của ngày hôm nay. Đó chính là hôm trước, trong cái bài hôm trước thì các em đã biết cách viết được cấu hình electron của nguyên tử dựa vào các cái nguyên lý và các quy tắc. Okay. Thế thì cái việc mà ta viết được cấu hình trong nguyên tử đó nó giúp ta nắm được cái điều gì về nguyên tử, thì đó chính là dựa vào các electron, số electron lớp nguyên cung, thì nó giúp ta sẽ biết những cái thông tin rất là quan trọng về các nguyên tử mà chúng ta đang khảo sát. Thì đó chính là một đặc điểm. Electron lớp ngoài cùng, thì dựa vào lớp số trong lớp ngoài cùng chúng ta có thể biết được một cái nguyên tử nguyên tố nào đó là kim loại hay là phi kim hay là khí hiếm. Cách dựa vào cái bảng sau kia, số trong lớp ngoài cùng, lớp ngoài cùng. Đấy, nguyên tố. Kết luận đó là nguyên tố gì? Nếu mà số trong lớp ngoài cùng là 1, hoặc 2, hoặc 3 đó các bạn ạ. Thì cái nguyên tố mà chúng ta khảo sát á, thì đó là những nguyên tố gì? Còn đặc điểm là kim loại. À. Kim loại hay là tiếng Anh nó là metal, đó là các kim loại. Ok, trong trường hợp này là gì các em? Trừ trường hợp của cái này ngoại lệ, có một số cái ngoại lệ. Ngoại lệ trong hợp này là ví dụ trừ hydro, chính là hydro này, heli này và bo. Okay. Thì hydro sau này ta học chính là một cái phi kim, coi như một phi kim. Heli là khí hiếm, còn bo cũng là một cái phi kim. Okay. Bây giờ nếu số trong lớp 10 cùng là 5, 6, 7 thì đó chính là gì các em? Các cái đoạn đó là thường là phi kim. À. Các phi kim. Thường là phi kim chứ không phải là tất cả các cái nguyên tử mà có trong số trong lớp 10 cùng 5, 6, 7 thì đều là phi kim, tương đương như vậy. Còn nếu là bằng 4 các bạn à, thì đó có thể là kim loại, hoặc là gì, hoặc là phi kim. Hay trường hợp bằng 4 thì nó hơi cái đó các em thấy thôi. 4 chính là cái giai đoạn chuyển tiếp từ 1, 2, 3 sang 5, 6, 7. Cho nên cái việc mà nó có thể vừa là kim loại vừa kim cũng là việc dễ hiểu. Thế thì nếu số trong lớp này cùng là 8 thì như thế nào ạ? Nếu là 8. Nếu là 8 thì sẽ như thế nào? 8. Thì đó chính là gì các em? Các cái gọi là khí hiếm. À. Khí hiếm. Kim loại thì metal. Phi kim thì tiếng Anh nó là non metal. Các bạn lưu ý như vậy. Còn khí hiếm thì đây chính là noble gas. Noble gas. Thì đó gọi là khí hiếm. Được chưa các em? Đấy. Thì trong trường hợp có một ngoại lệ đó chính là heli đó. Đấy, ngoại lệ đó chính là heli, trường hợp này thì nói rồi. Heli thì có 2 ở trong lớp 10 cùng chứ không phải là 8. Ok. Là 8. Như vậy, nếu biết được cấu hình electron nguyên tử. Đấy, mà nhớ được cái đặc điểm về electron lớp 10 cùng thì chúng ta hoàn toàn có thể xác định được cái gì kia, một nguyên tử
của một nguyên tố nào đó, là kim loại, phi kim hay là khí hiếm, ta lưu ý như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài tập kia. Bài tập 1, câu 1. Câu 1. Viết cấu hình. Đây là trong của các nguyên tử có Z, tức là có số lượng tử đó, có Z lần lượt là A là 17.000 ha, B là 12, C 7 như thế nào ha, và D là 11, ví dụ thế này. Ok, rồi từ đó cho viết chúng là gì, kim loại, phi kim hay khí hiếm, ok. Rồi bây giờ các bạn dừng cái video trong giây lát, sau đó các em tự làm nhớ dừng video rồi tự làm, sau khi mà các em làm được rồi thì các em bật cái video lên để các em so sánh ha. Ok, thế thì để làm bài này, cái câu A viết bằng 17, thì để viết câu hình thế trong thì ta phải nhớ lại những cái nguyên lý và các cái quy tắc ha, nhắc lại thôi. Nguyên lý gì kia? Nguyên lý vững bền. Nguyên lý vững bền thì nó giúp ta nắm cái gì? Trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản thì các electron lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao ha, thì đây người ta cho một cái dãy thứ tự các mức năng lượng. Ok, để nhắc lại đó là 1s, 2s, 2b, 3s, 3b ha. Đó chính là gì? Không S. Vâng vâng. Thì đó chính là thứ tự các cái phân mức năng lượng mà chúng ta cần ghi nhớ từ thấp đến cao, từ thấp đến cao. Như vậy các electron sẽ lần lượt chiếm các mức thấp trước, rồi dần lần lần đến cao sau. Ok. Thế bây giờ 17. 17 ta có gì? 1S tối đa là mấy em? 2. Đấy. Phân lớp S, orbital S. Thì có một orbital cho nên là chỉ có tối đa 2 electron, thì đó chính là gì các em? Đó chính là chúng ta dựa vào nguyên lý Pauli. 2s gì? 2s2. Ok. 2b. 2b thì mấy? Phần lớp B thì có 3 orbital. 3 orbital. Như vậy số trong tối đa là mấy các bạn? Là 3 nhân cho 2 bằng 6 ha. 6. Như vậy là 2 cộng 2 cộng 6 thì mới có 10 thôi. Để ta tiếp tục. Cái gì kia? 3S 2 là 12. Bây giờ ta có 17 nha. 17 trừ cho 12 thì chính là gì kia? Là 5, tức là 3 B gì các bạn? Thì đang chính là cấu hình ở trong nguyên tử của nguyên tố clo. Nguyên tố clo. Thì nếu mà người ta yêu cầu viết, các em viết
cái cấu hình hệ trong theo các cái ô orbital, thì chúng ta cũng có thể viết theo ô orbital nè. Cái này có thể viết ngắn gọn thành gì các em? Đấy, 1S2, 2S2, 6 thì đây chính là cấu hình của ai? Cấu hình của neon. Neon. Cho nên ở đây thông thường người ta sẽ viết gọn là thành neon. Okay. 3S2, 3V5. Đấy, thông thường người ta sẽ viết vậy. Còn nếu theo orbital thì đây chúng ta chỉ khảo sát cái lớp ngoài cùng thôi các em. Đây gọi là lớp ngoài cùng, à lớp ngoài cùng, chỉ khảo sát lớp ngoài cùng thôi. Thế thì ta có gì, 3S2 thì 1AO, 3B thì 3AO đúng các bạn, à 3AO. Okay. 3AO. Thế thì các em, 3S2, 3S2 như vậy là 200 trong 1AO thì phải là có spin ngược nhau à. Đây chính là nguyên lý Pauli, lý Pauli. Còn 3V5 thì muốn điền ở trong vào cái phần lớp B này á, ta phải nhớ quy tắc gì các em? Quy tắc hơn, okay. Quy tắc hơn. Đấy. Như vậy 5 electron thì phải phân bố sao cho là gì? Số electron trong một phần là tối đa và có chiều quay là cùng chiều à, hay nó có, hay nói cái khác là có chiều tự quay giống nhau. Thì trước tiên ta có này, 5 thì là 1 này, 2 này, 3 này à. Sau đó bắt đầu ngược lại thì lúc này phải tuân theo nguyên lý Pauli, 4 này, 5. Đây chính là 3S2, 3B5. Ok, 3S2, 3B5. Thì đó là theo orbital. Bây giờ các em xem thử, người ta nói là cho biết chúng là kim loại, phi kim hay phi hiếm. Thì ta có là, đây là Z bằng 17 ha, và chính là chlorine. Có bao nhiêu ở trong lớp ngoài cùng kia? Có. Lớp ngoài cùng là lớp thứ ba đây. Đây, lớp ngoài cùng lớp thứ ba. Thì 2 cộng 5 chính là bao nhiêu các em? 2 này cộng 5 bằng 7 trong lớp ngoài cùng. Ok. Nên gì? Thì ra đây là, đây là một gì các em? Phi kim. Ok. Đây là một phi kim. Đấy, tôi lưu ý như vậy. Đó là câu A. Rồi bây giờ ta sang câu B. 12. Viết bằng 12. Tương tự như vậy, 12 thì bây giờ ta viết câu hình E ha. Câu hình E. Câu hình E cách 1. Thì ta có 1S. Thì là 1S2 ha. 2S2. 2B mấy các em? 2B tối đa là 6. Thì ở đây mới có 10 thôi. Để ta có 12. Có 3S gì? 7. Đây chính là cấu hình E. Đấy. Hoặc là ở đây chúng ta có thể viết gì? Thể viết ở dạng khí hiếm, cấu hình thu gọn đó à. Thì đây là 10. 10 đó chính là neon. Cho nên ta viết tạo thành gì? Neon 3S2. Ok. Hoặc là bây giờ ta viết theo cái orbital. Ở đây chị chú ý đến cái lớp ngoài cùng thì các em, cho nó đơn giản. Lớp ngoài cùng là lớp gì các em? 3S thì chỉ có 1AO. Ok. 1AO. À, thì các bạn thấy là gì? 3S2 thì theo nguyên lý gì? Pauli. Thì ta viết cái này. Ok, thì đây là 3S2.
Đó, dưới là neo hai màu giống nhau, ba s hả? Ok rồi, như vậy có bao nhiêu ở trong lớp 10 cùng các em? Có bao nhiêu trong lớp 10 cùng? Lớp 10 cùng lớp thứ ba đây. Hay có nhiêu các em? Hai trong lớp 10 cùng. Có hai ở trong lớp ngoài cùng. Dẫn đến gì? Đây là một nhiêu các em? Kim loại à. Z 12 đó là nguyên tố gì các em? Đó là nguyên tố magie. Đây là gọi là magie. À, bây giờ chúng ta viết là magnesium. Magnesium. Ok. Đó là magie. Rồi. Sang cái ý tiếp theo. Z bằng 7. Z bằng 7. Thì cũng làm tương tự, ta viết cấu hình. Để cho nhanh thì bây giờ thầy chỉ viết cái cấu hình của gì kia. Ở cái dạng này thôi, ở dạng chữ thôi, là số thôi. 1S2 2S2 là 4 rồi ha. 3 gì kia em? À 2B chứ. 2B 7 mà trừ cho 4 là 3, như vậy là B3. Ok. Lúc này cái cấu hình của quý hiếm ra là khiến gì các em? Ai đây chính là heli. Cho nên cái này người ta viết là helium 2X2 2B3. Ok. Như vậy ở đây có bao nhiêu ở trong lớp ngoài cùng các em? 3 cộng 2 là có 5. Ê, lớp ngoài cùng. Đấy. Có 5 ở trong lớp ngoài cùng. Đến C là gì các em? Đây là một gì? 5E567 nè, đó là một phi kim. Đó là một phi kim. Ok. Thì thực ra chính là 7. Chính là 7 là chính là nguyên tố gì kia? Chính là nguyên tố nitơ ha, nitơ. Đó chính là nitrogen. Là một phi kim ha, là một phi kim. Okay. Rồi câu cuối cùng. Z bằng 11. Thì ta cũng viết câu hình ở trong mà. 1S2 2S2 2B6 là 10 rồi. Như vậy 3S mấy các bạn? 3S1. Ok. 3S1. Như vậy hay ta viết dạng thu gọn là gì? À ta nhìn đây, ta thấy đây. Đây chính là neon. Thì đây người ta viết thu gọn lại neon 3X1. Đấy. Thì đây cũng dễ dàng thấy đi các em. Có mấy trong lớp 10 cùng? Trong lớp thứ ba đây. Có 1 e trong ở lớp 10 cùng. Ok. Thì ra là gì các em? Đây là một gì? Kim loại. Một kim loại. Ok. Chúng ta chú ý ha, trong trường hợp mà số trong ngoài cùng đó là 4 mà. Chú ý. Khi số E trong lớp 10 cùng là mấy? Số E lớp ngoài cùng là 4. Thì ta có gì các em?
Thì thường nó chính là viết tương ứng bằng, đây là thuộc nhóm nhóm 4 ha, sau này ta học đồng bằng tuần hoàn, nó chính là nhóm 4 a. Thì đó viết bằng 6 ha, hoặc là viết bằng 14 này ha. Đấy. Nếu mà anh chàng này á viết bằng 6 này á thì cấu hình của nó thì các bạn tự viết ra sẽ thấy là có 4. À, thầy viết một cái thôi nha các bạn. Viết bằng 6 ha, thì cấu hình nó là 1 x2 x2 2 mấy các bạn? 4 rồi thì đây còn 22. Okay. Hay viết gọn lại chính là Eli 22 22. Ok. Thì đây chính là nguyên tố gì các em? Đây chính là nguyên tố carbon. Và ở đây là có 4E lớp ngoài cùng ha. 4E lớp ngoài cùng thì em thấy. Thì trong hợp mà 4E của carbon silic thì đó chính là ta nói đó là những cái phi kim ha, là một phi kim. Có nghĩa là những nguyên tố ở đầu nhóm ha, thì là phi kim, còn phía sau thì nó là kim loại. Kim loại mà có 4 ở trong lớp ngoài cùng thì thường đó chính là thiết trì ha, kim loại có 4 ở trong ở lớp ngoài cùng. Thì đó là chính là nguyên tố quen thuộc, đó là thiết. Thiết trong tiếng Việt là thiết và trì. Trì thì cái số thứ tự thì các em có thể tra trong bảng tuần hoàn ha, và các em có thể viết thử để cấu hình nó như thế nào, thì từ đó ta dễ dàng biết được là nó là kim loại, khí kim hay là khí hiếm. Thì đó là cái bài đầu tiên. Bài đầu tiên. Giờ chúng ta sang bài số 2. Câu 2. Câu 2 thì có một câu trong sách giáo khoa. Câu 8. Trang 27 sách giáo khoa. Ok. Rồi bây giờ các em dừng video lại sau đó các em tự làm. Đấy. Sau khi làm xong thì ta mở video lên để chúng ta so sánh. Ok. Rồi. Câu này giải thế nào đây? Câu hình để trong của nguyên tử X là 1S2 gì đó không quan ha. Nó hỏi là mẫu tử Y chứa bao nhiêu E này? Cho biết số lượng nguyên tử XY lớp E trong nào có năng lượng cao nhất? Mẫu E trong mẫu nguyên tử XY có bao nhiêu lớp? Okay. Bao nhiêu phân lớp? XY là nguyên tố kim loại phi kim hiếm thì chúng ta sẽ lần lượt giải. Điều X là X trước, còn Y thì các bạn sẽ tự làm. Người ta có X là 1S2, 2S2, 2V6, 3X2, 3V6 và 4X1. Ok. Đó là gì? Mẫu nguyên tử XY chứa bao nhiêu electron à? Bao nhiêu trong người ta đếm tổng là cái 10 này, 18, 19 và là X. Đó. 19 à. Electron. Là thứ nhất. B nguyên cho biết số lượng nguyên tử của X và Y. Thì 19 ở trong thì cũng chính là bằng số lượng nguyên tử luôn. C.
Lớp bê trong nào trong nguyên tử X có năng lượng cao nhất? Năng lượng cao nhất thì đó chính là lớp ngoài cùng à. Lớp ngoài cùng các em thấy lớp 1 này, lớp thứ 2 này, lớp thứ 3 này, lớp thứ 4 này, đây chính là lớp thứ 4 có năng lượng cao nhất. Okay. Câu D, mẫu nguyên tử X có bao nhiêu lớp, bao nhiêu phần lớp? Câu D bao nhiêu lớp à? Người ta nhìn đây có bao nhiêu lớp em? Có 4 lớp cả à. X có 4 lớp. Bao nhiêu phần lớp em? Một lớp này, 1S này, 2S này, 2B này, 1S à, 1 phần lớp, 2 phần lớp, 3 phần lớp, 4 phần lớp, 5 phần lớp, 6 phần lớp à. Đã có 6 phần lớp tất cả. Ok. Và câu hỏi cuối cùng là nó hỏi là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Câu E. À, các em nhìn đây có bao nhiêu ở trong lớp một cùng các em? X có mấy? 1 ở trong lớp một cùng. Anh nhắn đến gì kia? X là một gì? Là một kim, kim loại. Ok. Còn đối với Y thì em lại câu trả lời cũng tương tự thôi nha. Đối với Y đây thì viết bài Y nó cũng không có gì khó khăn. Y đó là 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B4, 3B4. Ok, này đó là Y. Nhưng mà Y có bao nhiêu ở trong game? 2, 4 này, 6 là 10 này, 12 và 16 hả? Có 16 là trong. Thì giấy máy các bạn, cái 16 là thôi. Lớp thứ mấy có năng lượng cao nhất? À, lớp thứ 3, lớp ngoài cùng. À, lớp thứ 3 là có năng lượng cao nhất. À, X có bao nhiêu lớp các em? 1 lớp này, 2 lớp này, 3 lớp, 3 lớp. Bao nhiêu phân lớp? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 5 lớp. À, Y chứ hả? À? Y. Ok. Y có bao nhiêu trong lớp 10 cùng game? Lớp 10 cộng lớp thứ 3 này. Ok. Thì ra ta 4 này cộng 2 là 6. Như vậy là có 6 ở trong lớp 10 cùng. Thì Y nó là một gì các em? Sau trong lớp cùng ta nhớ lại đi. 5 6 7 thì đó là Y là một phi phi kim. Ok. Được chưa các bạn? À, như vậy là thông qua hai bài tập để giúp các em nắm được cái cách để chúng ta viết cái cấu hình ở trong nguyên tử cũng như là một số cái thông tin quan trọng khác mà chúng ta thu được từ cấu hình ở trong. Đặc biệt là ta kết luận một cái nguyên tố nào đó là kim loại, khí kim hay khí hiếm dựa vào số ở trong lớp ngoài cùng. Ok. À, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. À, xin chào các em.